của Yến thì nói chung là một cái mốc đầu tiên để mình có thể cố gắng làm những cái video hay hơn. Thì cái nào đầu tiên thì mình làm nhỏ nhỏ thôi, cái nào mình được 1 triệu sub hay gì đó thì mình sẽ làm nhiều nhiều hơn như mọi người. Thì cũng cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã luôn ủng hộ Yến, xem những video rồi nói chung là ủng hộ Yến, thì Yến rất là cảm ơn mọi người. Thì cái thành quả mà hôm nay Yến đạt được là 1.000 sub thì cũng 1.000 trái tim của mọi người, thì cũng rất là vui, cảm ơn mọi người. Bây giờ thì chúng ta cùng ăn gà thôi nè. Để chúc mừng cho Vân Phi Yến được 1.000 sub thì Nabi thì hôm nay cũng góp vui là tặng cho Phi Yến một cái bánh kem. Chúc mừng Phi Yến 1.000, đạt 1.000 sub liền. Ngại. Trời ơi, ngại đấy. Rồi, thôi, rồi chuẩn bị chúng ta cùng nước nào. Kênh của chị là Ly Nabi nha mọi người. Thì có ai thích những cái quán cà phê đẹp hay gì đó thì vào kênh của Nabi nha. Cảm ơn mọi người. Thì bây giờ thì ăn thôi. Rồi. Đây. Chúc mừng em 1.000 sub. Cảm ơn chị nha. Thơm quá. Thơm một bánh kem. Rồi cảm ơn chị đã đây nha. Rồi. Bây giờ thì chúng ta ăn gà trước đi nè, còn bánh kem thì mình sẽ ăn sau nha. Mời mọi người. Nguyên con ăn cái gì? Sẽ ăn chứ hả? Ăn theo cái tộc đi hả? Ăn theo kiểu quiz tộc cặp nguyên con. Quýt xịt độc nha mọi người. Mình ăn đuôi lên hay là đầu xuống vậy? Cảm nhiên không? Rồi, con gà này đó. Thì biết sao để gì không mọi người? Giống gà cúng đúng không mọi người? Thì thật sự là nó là gà cúng. Tại vì Yến có nói chung là có vái là được 1.000 sub sẽ cúng một con gà. Nhưng bây giờ là Yến được 1.000 sub rồi, 1.100 mấy chục sub rồi. Nhưng mà bây giờ mới làm clip cho mọi người. Thì cúng một con gà thì sẵn cho mời mọi người luôn. Bây giờ thì chúng ta ăn đi con nha. Nhai nhai nhai. Ở trong nó có ớt hay gì nè. Cặp đi. Ôi này cặp. Trời ơi, xé luôn kìa. Ôi dạ. Ôi trời ơi. Hấp dẫn chứ mọi người. Đây là cái đùi nó. Thơm quá. Cắn nè mọi người. Trời ơi, xé ra. Hấp dẫn chưa nè. Trời ơi, lẻ luôn. Hấp dẫn quá. Đặng chị có phô câu nè. Có hai cái trứng. Trời ơi. Ông chị khoái ăn phô câu lắm. Đây, cái này rất là bổ nha. Nè, đó. Có hai cái trứng. Đây là bàn tay lột gà như sấm chớp. Xe gà. Trời, em xem gà chị ăn hết hai trứng. Oh my god. Vậy là em nói chơi mà chị ăn thiệt chứ. Chị ăn thiệt. Chị khoái ăn phô câu với ăn lại ăn cái gì bổ cái đó. Dễ thật, dễ ăn phô câu nè. Tại vì ăn luôn cái phô câu này cho nó. Trời, rất là hấp dẫn luôn nha mọi người. Ôi con gà này là 2,4 kg á mọi người. Gà trống. Rất là thịt rất là ngon. Cái thịt thế nào. Nhìn hấp dẫn chưa? Em sẽ xé con gà. Câu nè.
không 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 dài hả? Con này là hấp gụ nha mọi người. Ê, hấp bia. Hấp bia với nấm đùi gà. Nấm. Nấm đùi gà. Rất là dai luôn, ngon. Rất là thơm mọi người. Yến có ướp ngũ vị hương với lại nói chung là gia vị rất là thơm luôn. Trời, con chó là chết luôn con chó. Đùi bự. Ăn cái đùi muốn no luôn rồi. Thôi, chị ăn cái phao câu không luôn. Con gà quá to. Em hay làm món gà này không? Không, ăn mừng mới làm. Bình thường đâu có làm. Mừng làm món khác. À, ngon quá. Đã xong cái phần con. Bây giờ tiếp theo hồi để về tin về cho con chó. Để chân miệng. Ăn thịt nha, quá trời thịt nha. Chị ăn cổ cánh phao câu. Bay cho nó xa. Bay như chim luôn. Mọi người ơi, đây là cái gì? Đùi luôn. Không, bên này cái cánh đó chị, mà cái cánh nó cỡ này nè mọi người. Cánh mọi người nhìn cái cánh gà nè. Trời ơi, trời cái cánh. Nó xỉu. Chị ăn cánh đi chị, ăn hết cái cánh mới về được nha. Còn cái này là của anh camera. Đây, cái đùi. Tặng cho anh camera. Cảm ơn anh camera đã luôn đồng hành và theo ý những cái clip đầu tiên. Đây là món quà. Giống như là mình chưa có tiền mình tặng được. Đỡ bị chín à. Ăn gà nó
nhiều không? Nó bùi bùi. Cặp xương nở. Chậm xương. Chậm xương. Chậm xương. À đây còn cái này nữa nè. Cái này là bộ đồ lòng của con gà nè. Đúng rồi, cái gan với cái tim. Vậy ăn cái tim đi. Ăn gì bổ đó. Ăn cái tim bổ tim. Cái tim này đang bị yếu đuối quá. Cái tim mong manh dễ bỡ. Sao? Ôi, nó định lấp đầy nữa cho tim. Lấp đầy khoảng trống. Để chuẩn bị ăn gan, cho to gan chút. Hơi bị. Cho gan to gan hả? Chứ khi gan mình yếu quá, nhỏ quá. Cúp học còn ngày rồi, ăn thêm ăn, ăn xong rồi lại chứng minh cái gan to cỡ nào nha. Ăn xong rồi cúp học thêm ngày nữa. Ghê 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 ghê. Nãy giờ ăn ăn nhiệt tình đúng không mà mọi người nha. Mọi người ăn bộ đồ lòng nè. Thời Trung Hiếu làm đầu, gái thời Tiết Hạnh phô câu gan mề. Hồi nãy giờ ăn hoa câu rồi, phô câu với cái gan rồi, bây giờ còn cái mề nữa, ăn luôn chứ gọi. Đủ bổ. Gái thời Tiết Hạnh mà, cho nên ăn đủ bổ. Tiết Hạnh thì phải quốc cái phô câu với lại cái bổ gan mề. Đủ với bổ, rồi còn mề nó ăn luôn đi cho đủ bổ. Sao mà thiếu được từ tự nữa. Phô câu gan mề, còn cái mề. Còn tim nữa chi. Tim ăn rồi. Nãy gì ăn với ai? Là nó dư luôn rồi đó. Dư luôn rồi đó. Bắt đầu là Trung Hiếu là phải ăn để cho anh Camiga cái đầu. Này, cái đầu. Không. Cái đầu bắt chân lại cái gì cái chân đó rồi đó. Không phải là tại chế như em nè Camiga. Của anh Camiga đó. Camiga. Đó. Hai cái giò là đem về treo trước cửa. Làm gì? Em thấy người ta hay treo giò gà trước cửa đó, không biết làm gì nữa. Treo lại cái mình nào mình ăn thì mình đem xuống mình luộc lại. Ủa vậy nè. Treo chừng thấy không? Treo 3-4 tháng gì đó. Rồi là chân gà gác cửa. Gác chiếc cửa. Chân gà gác bếp. Gác cửa, tôi gác chiếc cửa để treo chiếc cửa. Mọi người ơi, thì con gà 2,4 kg thì mình ăn được 1,4 kg rồi. Còn 1 kg nữa thì mình sẽ để dành cho anh Camiga nha mọi người. Thì bây giờ chúng ta ăn bánh kem thôi nè. Ăn bánh kem. Bánh kem đây. Muỗng đây. Đây. Có hai chiếc cherry. Mời mọi người nha. Bây giờ mình làm nghi thức cắt bánh kem nha. Và đây chúng ta đang chứng kiến hình ảnh cô dâu và chú rể. Ủa? Nabi và Phi Yến đang cầm trong tay chiếc muỗng cùng cắt chiếc bánh kem 1000 súp. Bây giờ trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Béo quá mẹ. Thật là ngọt ngào quá quý vị ơi. Cái rục bằng thịt thơm đó. Ăn cái hoa nào. Ở chị em với chị một cái, đứa một cái. Đứa một cái cherry. Mời mọi người nha. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã luôn ủng hộ và theo dõi những clip của Yến. Thì sắp tới Yến sẽ làm những clip hay hơn, đặc sắc hơn, thú vị hơn. Thì mong mọi người cũng sẽ luôn đồng hành và cùng theo dõi những clip tiếp theo của Yến nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.